lệnh cấm bay đối với dòng máy bay Boeing 737 Max. Lệnh cấm này được Tổng thống Donald Trump tuyên bố vào rạng sáng nay theo giờ Việt Nam. Thông tin do phóng viên Trường Sơn vừa cập nhật từ Mỹ. Từ Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo ban hành lệnh khẩn cấp cấm bay trên không phận Mỹ với tất cả các máy bay Boeing 737 Max 8, 737 Max 9 và những máy bay gắn với dòng sản phẩm này. Các máy bay đang trên hành trình sẽ tiếp tục đốt chuyến bay, sau đó sẽ phải nằm yên tại sân bay đến cho tới khi nào có thông báo mới. Các phi công đã được thông báo, tất cả các hãng hàng không đã được thông báo, các hãng hàng không đã đồng ý với lệnh cấm này. An toàn của người dân Mỹ và tất cả mọi người là mối quan tâm lớn nhất của chúng ta. Tại Mỹ chỉ có 3 hãng hàng không còn sử dụng loại máy bay Boeing 737 Max là American Airlines, Southwest Airlines và United Airlines. Một ngày trước tuyên bố của Tổng thống Donald Trump, Cục Hàng không Liên bang Mỹ FAA vẫn cho rằng chưa thấy dấu hiệu dòng Boeing 737 Max không đảm bảo an toàn. Nhưng sau đó cơ quan này đã thay đổi quan điểm, ra lệnh cấm bay vì những dữ liệu và hiện tại hiện trường vụ rơi máy bay của hãng hàng không Ethiopia. Vào thời điểm Tổng thống Donald Trump công bố lệnh cấm bay đối với các máy bay thuộc dòng Boeing 737 Max, thì có khoảng 30 chiếc máy bay thuộc dòng này đang bay trên không phận của nước Mỹ. Các hãng hàng không Mỹ còn đang sử dụng Boeing 737 Max thì cho biết họ đang tiến hành sắp xếp lại đội tàu bay để phục vụ hành khách. Và dự kiến thì có thể sẽ xảy ra tình trạng trễ chuyến, chậm chuyến đối với những chuyến bay của các hãng này trong thời gian tới. Trường Sơn, phóng viên Truyền hình Việt Nam, đưa tin từ Mỹ.